Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tin động trời, lộ đường dây tội phạm dùng tiền mua chức ở Bộ Công an. Việt Nam là quốc gia tham nhũng. Vì tham nhũng mà đất nước mới chậm tiến. Vì tham nhũng mà tài sản nhà nước bị thất thoát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng qua các dự án tai tiếng như khu đô thị Thủ Thiêm, Đồng Tâm, vân vân. Nơi nào cũng có tham nhũng cả. Cơ quan nào cũng đầy rẫy tham nhũng, dù hàng loạt quan chức nhà nước vào tù, nhưng vì mãnh lực của đồng tiền và lòng tham không đáy nên các quan chức vẫn cứ lao thèo. Ngày nay, việc quan chức Việt Nam cho con du học ở Âu Mỹ với chi phí đến cả tỷ đồng mỗi năm không còn là chuyện hiếm nữa. Chuyện làm quan mà không đưa được con cháu đi du học mới là chuyện hiếm, chứ không phải điều ngược lại. Tham nhũng khắp nơi, nhưng chỉ những người bị cho là yếu thế trong những trò đấu đá nội bộ mới bị trừng phạt. Còn những ai có thế lực mạnh thì vẫn an toàn. Đấy là tính đặc thù của chính trường tại Việt Nam. Những tổ chức tội phạm, những doanh nghiệp làm ăn bất chính, dùng tiền túi thọc tay vào bộ máy nhà nước để can thiệp vào vấn đề sắp xếp nhân sự. Từ trung ương đến địa phương, từ lâu đã có rất nhiều lời đồn đoán, nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, mà cụ thể nhất là việc thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi từ vị trí giám đốc công an tỉnh An Giang về làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh là một minh chứng cho điều đó. Đây là hình ảnh báo chí tại Việt Nam đưa tin thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi. Lộ rõ đường dây mua bán quan tước. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, các tờ báo đồng loạt đưa tin đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang đã được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Sẽ không có điều gì bất thường nếu ngày 15 tháng 3 không xuất hiện bài báo bất thường được đăng trên báo Thanh Niên. Bài báo có tựa đề Vụ chi 20 tỷ điều đại tá Đinh Văn Nơi, khởi tố bắt giam Trần Chí Mãnh. Chi tới 20 tỷ đồng, tức là tương đương gần 900.000 đô la Mỹ, một số tiền không lớn so với tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, nhưng đó là khoản tiền rất lớn so với những vụ án tham nhũng ở những nước văn minh, dù rằng nước họ là nước giàu. Có thể nói các quan chức của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có tiền cho con du học cũng là những đồng tiền thuộc loại không sạch như vậy. Chứ với tiền lương ít ỏi thì làm sao họ có thể cho con cái du học cho được. Vấn đề là ông Trần Chí Mãnh là ai mà có thể dùng tiền để đẩy đi một giám đốc công an mà ông ta thấy không vừa mắt như vậy? Câu trả lời là Trần Chí Mãnh là giám đốc công ty thương mại và sản xuất Gia Thịnh, một đại gia không chỉ giàu vì làm ăn chân chính mà chuyên sản xuất và kinh doanh hàng giả. Đáng nói là trong bài báo của tờ báo Thanh Niên có cho biết chính Trần Chí Mãnh là người đã chi ra 10 tỷ đồng trong gói 20 tỷ đồng nhờ nhóm của Đào Ngọc Cảnh tìm người điều giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Và kết quả là ngày 1 tháng 3, hàng loạt tờ báo thông tin của Bộ Công an Việt Nam đăng bài thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh. Tuy nhiên, người thứ hai đóng góp vào gói mua quan bán tước 20 tỷ đồng kia là ai thì báo chí chưa để tới. Báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy, họ chỉ dám tấn công những ai có thể tấn công được để loại họ ra khỏi cuộc chơi đấu đá nội bộ. Còn ai có thế lực đang mạnh thì họ không bao giờ dám động tới. Đây là hình ảnh đường dây mua quan bán chức của Bộ Công an Việt Nam bị phơi lên mặt báo trong nước. Công luận đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm được nhiều người dân hài lòng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ về bản vấn đề hơn, thì việc đốt lò của ông Trọng là có chủ đích, có chọn lọc, chứ không phải ai sai cũng trị. Việc chọn củi đốt và chọn củi để dành là điều không khó có thể nhận ra. Có thể nói, việc làm báo và báo chí ém nhẹm người góp thêm 10 tỷ đồng nữa vào gói mua quan bán chức 20 tỷ đồng ấy, đến giờ người dân vẫn chưa rõ danh tính. Người ấy là ai thì không ai có thể biết, nhưng có thể biết người ấy có thế lực rất mạnh. Mạnh nên báo chí mới không dám đụng tới. Và Bộ Công an đã lút không trôi cục tiền 20 tỷ. Cuối giờ chiều ngày 21 tháng 3, Công an tỉnh An Giang đã phát đi thông báo chính thức về việc đại tá Đinh Văn Nơi sẽ tiếp tục làm giám đốc công an tỉnh An Giang thay vì làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh như trước ngày 1 tháng 3 năm 2022, thông tin được công bố.
Như vậy là sau khi việc mua quan bán chức đổ bể, Bộ Công an đã không thể thực hiện được vụ mua bán chót lọt này. Việc Bộ Công an vừa chuyển người sau đó lại hủy là hành động quá lộ liễu. Nó lộ rõ việc hình ảnh Bộ Công an nuốt không trôi cục tiền 20 tỷ. Chính vì vậy nên bộ này đã nhường phần chính lại cho Công an tỉnh An Giang thực hiện. Cổng thông tin Công an tỉnh An Giang nói rằng do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Do đó hiện nay ông Nơi vẫn tiếp tục là Giám đốc và là người điều hành Công an tỉnh An Giang. Trước đó vào tháng 6 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, 46 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cần Thơ, được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu. Sau khi nhận nhiệm vụ tại An Giang, ông Nơi đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang triệt phá rất nhiều băng nhóm tội phạm tại An Giang. Điển hình là đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, cầm đầu. Đường dây cờ bạc hơn 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn tổ chức. Đường dây làm hàng gian, hàng giả cực lớn do Trần Chí Mãnh tổ chức. Trần Chí Mãnh đã chi 20 tỷ đồng để thực hiện âm mưu điều Đại tá Đinh Văn Nơi khỏi địa bàn tỉnh An Giang để dễ hoạt động và làm ăn phi pháp tại đây. Đây là hình ảnh giao dịch đã bị hủy sau khi mắc nghẹn cục tiền 20 tỷ. Lời kết, khi đường dây buôn quan bán chức của Bộ Công an lộ rõ, lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng phải truy tới cùng. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không truy tới cùng mà ém nhẹm nhiều mắt xích trong đường dây này. Vấn đề tham nhũng ở Bộ Công an là thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, với một con người lãnh đạo ngành mà sống xa hoa, ăn thịt bò rát vàng trong khi nhân dân thì phải chống chọi với cái đói và đại dịch, thì rõ ràng việc thanh lọc thành phần biến chất trong Bộ Công an Việt Nam không thể nào xảy ra. Nó không thể xảy ra vì chính ông Bộ trưởng cũng là người biến chất. Kính mời các bạn xem bản tin tin tình báo tiết lộ âm mưu đầu độc Putin và chọn người kế nhiệm. Điều này cũng đang nằm trong mục đích khôi phục quan hệ thương mại với phương Tây của các nhà tài phiệt tại Nga. Tình báo Ukraine cho biết rằng các thành viên của giới tinh hoa tại Nga đang lên kế hoạch chi tiết để đầu độc ông Vladimir Putin, hiện nay đang là tổng thống của nước Nga nhưng đã đi những bước sai lầm. Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một nhóm những người có ảnh hưởng trong nội bộ Điện Kremlin đang âm mưu lật đổ ông Putin. Theo tình báo của Ukraine, một âm mưu đầu độc Vladimir Putin và coi đó là một vụ tai nạn đã được giới tinh hoa của Moscow ấp ủ và dường như sắp được thực hiện. Đây là hình ảnh một cuộc họp của Putin cùng các nội các thân cận nhất. Mục tiêu của giới tinh hoa Nga được cho là loại bỏ ông Tổng thống khỏi quyền lực càng sớm càng tốt trước khi khôi phục lại quan hệ kinh tế với các nước phương Tây. Theo bản báo cáo, cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ rằng những người kế nhiệm Putin sẽ là Giám đốc Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Quốc gia Nga FSB, ông Oleg. Báo Miro đưa tin như vậy. Các nhân vật quyền lực trong nội bộ Nga cũng đang rất thất vọng vì sự chia rẽ về ý đồ chiến tranh và lo ngại về hậu quả của các lệnh trừng phạt áp đặt lên nền kinh tế Nga, khiến cho nước này bị khủng hoảng một cách hết sức nghiêm trọng. Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Ukraine cho biết thêm, Bodiko và một số đại diện có ảnh hưởng khác của giới tinh hoa Nga đang xem xét nhiều phương án khác nhau để loại bỏ Putin khỏi quyền lực của ông ta. Và những sự cố đặc biệt như ngộ độc, bệnh đột ngột hoặc bất kỳ sự trùng hợp nào khác đều không thể bị loại trừ. Điều này cũng giải thích vì sao gần đây khi Putin tiếp các lãnh đạo của mình đều ngồi cách rất xa với một chiếc bàn dài từ 7 đến 10 mét. Đây là hình ảnh cơ quan tình báo Ukraine nói rằng Giám đốc FSB, tức Tổng cục An ninh Quốc gia Nga, Oleg, là người được chọn để thay thế Putin trong thời gian tới. Bodiko, 70 tuổi, vẫn là đồng minh thân cận của Putin và hai người cùng nhau leo lên nấc thang quyền lực trong xã hội của nước Nga. Cả hai đều phục vụ trong KGB ở Leningrad, tức là tình báo của Liên Xô trước đây, trước khi Bodiko
tiếp quản cơ quan an ninh. Một cuộc điều tra chuyên sâu của trung tâm DOSY tuyên bố rằng FSB của Botnikov vừa là bộ não vừa là trái tim của chế độ Putin, một nhà nước trong chính quyền. Botnikov không chỉ ủng hộ Putin với những quyết định sai trái trong cuộc chiến Ukraine, nhưng giờ đây ông ta dường như đã đổi khác đi. Putin vì giận dữ mà đã chỉ trích và sa thải 8 tướng lĩnh để tránh bị đổ lỗi cho 15.000 binh sĩ của Nga đã tử trận chỉ trong có 25 ngày trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Một nguồn tin tình báo của Ukraine mới đây cũng tiết lộ thêm đáng chú ý là Botiko gần đây đã bị nhà độc tài Nga làm cho thất sủng. Đây hình ảnh Botiko không còn ủng hộ Putin sau những tổn thất quân sự trong 3 tuần đầu tiên của cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt là việc Putin sa thải 8 tướng lĩnh. Và lý do chính thức cho sự thất sủng của lãnh đạo Tổng cục An ninh Quốc gia Nga là vì những tính toán sai lầm làm chết người trong cuộc chiến tại Ukraine và nhiều nơi đã dậm chân tại chỗ. Botnikov và bộ phận của ông ấy chịu trách nhiệm phân tích tình hình của Ukraine và khả năng của quân đội Ukraine. Nhưng dường như những thông tin đưa đến Putin, nhiều thứ bị sai lệch. Tình báo Ukraine nói rằng giới tinh hoa âm mưu đã chọn cựu thành viên của KGB Botiko lãnh đạo vì ông ta có thể đảo ngược được lệnh trừng phạt và khôi phục các quan hệ kinh tế với phương Tây. Do vị thế công tác, Botiko được cho là có mạng lưới nội gián đang làm việc và sinh sống tại Ukraine khá đông đúc. Một nguồn tin phương Tây cho rằng những tin đồn và nghi ngờ sẽ gieo mầm mống của sự hoang tưởng và nghi ngờ trong giới lãnh đạo, trong đó không loại trừ ông Putin, thêm phần cảnh giác. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Không còn nghi ngờ gì nữa khi giới tinh hoa của Nga cảm thấy sức ép của các lệnh trừng phạt. Họ đã nhìn thấy cuộc chiến này đã gây ra thảm họa cho nước Nga và nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa trong thời gian tới. Có một sự nghi ngờ đáng kể rằng một số ít người có thể loại bỏ Tổng thống Nga, nhưng liệu họ có thành công hay không thì vẫn còn phải chờ xem. Tin tức này được đưa ra sau khi có những báo cáo ban đầu cho rằng Vladimir Putin ngày càng hoang tưởng và bị ám ảnh với những âm mưu phản trắc trong nội bộ khi ông ra lệnh cho một đội nếm thử thức ăn của ông. Đồng thời, Putin cũng cho thay hàng loạt tới hàng ngàn nhân viên phục vụ vào tháng 2 vì lo ngại bị bỏ thuốc độc vào thức ăn của mình.